Thiệt đơn, thiệt kép là cụm từ để nói về trận thua của Sông Lam Nghệ An ngày hôm qua. Không chỉ phải nhận thất bại mà một trụ cột của họ đã gặp phải chấn thương. Một chấn thương có thể khiến cho hệ thống phòng ngự của đội bóng xứ Nghệ gặp khó khăn trong những vòng đấu tới. Tình huống này ở phút thứ 7 đã khiến Hoàng Văn Khánh phải rời sân không lâu sau đó. Theo thông tin của phóng viên OnFootball có mặt tại sân Vinh cập nhật, đội trưởng Sông Lam Nghệ An bị chấn thương dây chằng đầu gối. Trong buổi sáng nay, anh sẽ đi chụp chiếu để xác định rõ mức độ. Thông thường, nếu ở mức độ nhẹ, cầu thủ mất khoảng 4 tuần sẽ tập luyện trở lại. Còn nặng hơn, Hoàng Văn Khánh có thể phải nghỉ tối thiểu 2 tháng. Điều này cũng đồng nghĩa đội bóng xứ Nghệ sẽ mất thủ lĩnh ở hàng thủ trong những vòng đấu tiếp theo. Nghỉ vòng 1, đến loạt trận thứ 2, câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh vẫn thiếu nhiều trụ cột trong chuyến làm khách gặp SHB Đà Nẵng. Ngoại binh Bruno, Lâm Thi Phong, thủ môn Văn Cường là 3 trong số những ca dương tính của đội. Đó chưa kể đến quân bài chiến lược của huấn luyện viên Trần Minh Chiến như Phạm Trung Tình cũng vắng mặt vì lý do tương tự. Tổn thất về mặt nhân sự, đây sẽ là bài toán dành cho ban huấn luyện để hiện thực hóa mục tiêu có điểm ở trận đấu này. Ảnh hưởng của Covid-19 còn gọi tên Hoàng Gia Lai khi Hữu Tuấn chắc chắn nghỉ ở trận gặp Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Anh là chốt trận đáng tin cậy trong sơ đồ ba trung vệ mà huấn luyện viên Kiên Tiến Sắc xây dựng. Thiếu cầu thủ mang áo số 15, Lê Đức Lương có thể là lựa chọn thay thế của nhà cầm quân người Thái Lan.